Thưa quý vị, xu thế của báo chí trong năm 2023 là đa số các cơ quan báo chí sẽ tập trung vào podcast và các nội dung digital audio, email newsletter và digital video để tiếp cận gần hơn với nhóm công chúng mục tiêu. Đây là nội dung đáng chú ý được chia sẻ tại hội thảo sản xuất và phân phối tin tức đa nền tảng, một hoạt động trong khuôn khổ liên hoan truyền hình toàn quốc diễn ra sáng nay tại Hải Phòng. Tại hội thảo, các diễn giả đã cùng chia sẻ các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT và những trợ lý digital bằng giọng nói sẽ ngày càng phát triển, tác động lớn đến các cơ quan báo chí, vốn đã được các công cụ tìm kiếm mang lại đến 50% lượt truy cập cũng như doanh thu quảng cáo. Những bước tiến về AI tạo sinh mở ra nhiều cơ hội phát triển sản phẩm mới cho các cơ quan báo chí, nhưng cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Ví dụ như tạo deepfake nhằm thuyết phục các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ sĩ hoặc chính nhà báo. Để nắm bắt cơ hội và giảm rủi ro, các cơ quan báo chí được khuyến nghị cần thiết lập những quy định rõ ràng về tính đạo đức khi sử dụng AI. Rất cần hướng dẫn người dùng phân biệt nội dung tốt xấu do AI tạo ra. Bên cạnh đó, báo chí cũng có xu hướng sản xuất nhiều hơn các câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng. Bởi trong bối cảnh truyền thông xã hội, độc giả đã bị bội thực tin giả, tin giật gân, tin câu khách. Trong khuôn khổ liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đang diễn ra tại Hải Phòng, sáng nay triển lãm công nghệ kỹ thuật truyền hình đã chính thức khai mạc. Triển lãm trình diễn những sản phẩm công nghệ mới, giải pháp phần mềm ứng dụng trong quản lý sản xuất và phân phối đa nền tảng theo mô hình tòa soạn hội tụ, phục vụ chuyển đổi số cho các đài phát thanh truyền hình. Bên cạnh đó, khán giả truyền hình tới đây cũng có cơ hội trải nghiệm các thiết bị hiện đại, nhỏ gọn, đặc thù của ngành truyền hình như máy quay độ nét cao, bàn dựng chương trình, bàn mix âm thanh, trường quay ảo. Triển lãm cũng chính là dịp để các đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp cận những công nghệ mới, tiên tiến để phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình, cũng như ứng dụng vào trong sản xuất các chương trình. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41, vào chiều ngày 16 tháng 3, tại Hải Phòng đã diễn ra hội thảo đồ họa truyền hình, thực tiễn và xu thế phát triển. Tại hội thảo, các diễn giả nhấn mạnh đồ họa không chỉ làm đẹp cho hình ảnh truyền hình, mà còn giúp cho người xem dễ tiếp cận thông tin hơn, đặc biệt là các thông tin liên quan đến số liệu thống kê. Đóng một vai trò quan trọng là vậy, nhưng nhân lực làm đồ họa truyền hình hiện nay còn thiếu và chất lượng chuyên môn chưa cao. Để có một đội ngũ thiết kế đồ họa tốt, các chuyên gia cho rằng đài truyền hình cần tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu, nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như nâng cấp về công nghệ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo môi trường làm việc hấp dẫn, kích thích sự sáng tạo cho đội ngũ thiết kế.